Em sẽ giới thiệu các loại sản phẩm đó chính máy vắt ly tâm. Với mẫu máy vắt này thì giới thiệu qua vừa với loại vắt tinh dầu thành phần vắt tinh dầu lạc vừng và các loại vắt là các loại thực phẩm. Với mẫu máy vắt này là một máy vắt mini với công suất là 370W, tầm điện 220V. Giới thiệu qua bây giờ lồng trong của mình đây là lồng trong vắt là 32, cao là 22. Cam là 22 nhé, cao 22, từ đáy ngoài lên đến đỉnh là 75 phân, lồng ngoài là 42, công suất là 370W, điện 220V dây đồng. Đấy. Chạy nó chạy rất là êm. Chất liệu đây là inox 304, chân la răng ô tô. Các bạn mua máy liên hệ vào số 0934 48 22, website sởmáythanhhoa.com, với điện con dấu địa chỉ là 79 Đào Pháo, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Này có dùng Zalo của mình này, các bạn có app Zalo này, kích Zalo là app này. Còn đây một loại to hơn một chút, công suất 800W, công suất 800W. Lồng bên trong giới thiệu luôn cho các bạn luôn, lồng bên trong đây là 42, lồng trong 42, cao là 32, cao 32, 31 rồi đấy, 32. Lò đường kính chiều cao bên ngoài, cao là bên ngoài là 84, 83, cao. Lồng bên ngoài, đường kính bên ngoài, đó là 50, ngoài là 50, 50, công suất 800W nhé, công suất 800W. Điện 220V. Nhập cả trạng thái cho các bạn tiếp. Khỏe hơn nhá. Đấy, cái này là tương đối khoảng tầm 30-40 lít này. Ở bên đây là tầm 20 lít này, 10-20 lít này. Còn đây là 3-30 lít này, 3-40 lít này. Đấy. Còn bên đây là có máy kích thước to hơn này, kích thước là đại này, cực đại này, đại này. Đây là kích thước của máy. Loại này là to hơn này. Là rộng là 60 này. Bên trong lồng 60 này. Cao là 42 này. Từ đáy lên đến đỉnh là 1 mét này. Đấy, từ đáy còn lồng ngoài là 65. Đấy, chất liệu là inox luôn. Phù hợp với vắt quần áo này, vắt vải này, vắt chăn này. Đấy, cái này có rơi khoảng tầm 50 lít, 50 đến 1, đến 100 lít đấy, 100 lít. Cái nhựa này là inox 304 hết nhé, 3 mẫu nhé. Các bạn mua máy vắt điện tâm, có số 0934 48 22, có xa sở hữu thanh báo cho kho, với lượng không dấu địa chỉ là 79 Hồng Phong, Hồng Bay. Có nhiều rất nhiều loại máy khác nhau, máy dùng củ quả này, máy xay bột bóng rơi rong này, máy tinh dầu lạc vừng này, máy thái thịt này, máy băm thịt tự động này, lò quay thịt, lò nướng thịt này, máy làm kem tươi này, tủ hấp giò chả này, máy hút chân không này, máy thái củ quả này, máy thái thịt này, lò nướng bánh này, lò nướng máy bùn nem, máy làm xúc xích này, máy làm nem chua này, máy rang hạt này, máy rang thịt này, rất nhiều loại máy khác nhau. Cảm ơn các bạn. Máy làm tinh nghệ này.